Chương trình sẽ đưa cho hai cha con hai mảnh vải và cái kéo và ri băng, nói chung là đạo cụ để mà có thể em có thể thiết kế cho ba em thành công chúa. Và bây giờ thử thách dành cho hai cha con bắt đầu. Đây. Đây. Cầm. Bây giờ em coi. Đây cũng thường mặn sao ba? Để trước mà. Không không. Hay quá, đâu cần ri băng đâu. Làm tiếp sinh nhật. Hay đi. Dữ vậy trời. Tiếp sinh nhật đi. Ví dụ mà lỡ mình đi đi nó. Còn nữa không? Ha, dạ, hết rồi ha, nhiêu đây thôi không? Dạ. Chương trình cắt miếng vải này em thấy giống bà đóng tuồng bước chân thế. Cắt cái tay bị thọt cái tay ra. Đây. Khỏi. Khỏi thọt tay luôn hả chú? Mình làm vậy nè. Thử coi. Nó. Ê coi. Ở nhà xưa. Ở vậy phải hát gì đây? Giống là thành công chúa rồi đó hả? Công chúa hả? Công chúa hả? Ủa công chúa hả? Quên công chúa. Công chúa thì phải thiết kế khác rồi. Cảm ơn. Gắn nơ lên cho ba nha. Dạ. Đây. Dạ. Con sẽ quấn. Ba vui vẻ nha. Cột nơ cho chú nha. Rồi. Wow. Ba trời đáng yêu rồi. Bữa nay trời, mẹ mà thấy ba mặc bộ này cưng lắm. Ôi ơi. Thôi đóng vai mẹ đi con chú. Mẹ. Ủa. Được chưa? Dạ. Xin mời chú đi một vòng ạ. Thăng 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 thăng. Dạ. Thăng thăng. Ok, đã hoàn tất xong phần trang phục của chú Thanh. Trong cái hình tượng mình là một cô công chúa xinh đẹp như thế này, chú có thể hát một bài hát nào phù hợp với ngoại hình của mình không ạ? Tự nhiên cái phục trang này cũng không biết phải là công chúa hay là công công. Bây giờ chú nghĩ chú lạ thì chú cứ hát thôi ạ. Này hai con nhà đầu kia. Ủa? Dạ. Có làm tất cả công việc xong chưa? Hả? Dạ xong rồi. Dạ xong. Nếu chút nữa mà hoàng thượng giá lầm mà hai người không chịu là xong hết công việc thì đừng có trách nghe chưa. Dạ linh bà. Ta nhắc lại một lần nữa. Dạ. Nếu giỏi thì sẽ được trọng thưởng. Dạ. Còn không thì phải biết sao rồi đó. Dạ. Bị chém đầu hả bà? Không phải chém đầu. Chứ làm gì bà? Mà đầu lìa khỏi cổ. Họ sợ. Nhập dài quá. Dễ thương quá. Và chúng ta đã hoàn thành xong phần thi khó nhất của chương trình, đó là đồng sức đồng lòng. Và hãy cùng đến với góc soi mói.